Bây giờ là mấy anh em lại bắt đầu di chuyển xuống dưới. Hà Pá hôm nay quần thủng hết rồi mà vẫn đi quay MV thiết bạn này. Say quá rồi này. Say quá, cái chum này nặng quá. Đây. Ai ra người đang quay Canada, không lai chim không lai bướm ở đây. Quay Canada. Quay là chó cắn đấy. Chó cắn đấy. Nó không phải có âm thanh chó thì mới vui. Chó cắn đấy. Vẫn để nguyên không tắt tiếng chó. Chó cắn. Từ từ đợi đợi AAL. Đợi diễn viên. Đợi diễn viên nó đang sai. Đây. À, diễn viên đây rồi, rồi. Không đổ. Sao đổ cái nước thế kia? Sao quá à kìa. Quá. Chứ cái này nó ra sạc nè. Sạc nè. Con nìa đây, đây, đây. Chứ cái này chứa sạc nè. Nìa, 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 nìa. Mù say say lò, say say. À, anh với anh em mình diễn là cảnh là anh em mình đi chúc Tết. Kìa 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 kìa. Nhà này không phải nhà này à? Phải ra đấy vô khoa thế này. Đi được mấy này. Quần rơi rồi này, diễn viên bây giờ quần sắp tụt đến nơi này. Đang kéo quần, đang kéo quần. Anh yên tâm, chờ một tí nhé. Rồi, được đi. Tiếp tục. Tiếp tục đi nào. Ôi trời, đi chân đất em em. Ôi chó, chó. Ôi chó. Chó. Ôi chó, mẹ muốn mà. Ok. Như nào vậy? Nên đường dưới, đường dưới. Bên này. Đường dưới đi, đường dưới. À, đường về, à? Đi về đâu phải về đấy chứ. Say rồi mà quên đường về à? Đây. Bây giờ chương trình quay kết thúc bây giờ là dọn đồ về rồi. Về rồi, về rồi. Không, diễn viên đi trước đi. Nhanh nhanh dìu em đi, em mệt lắm. Thế tôi à? Đi làm hai chén thật. Đi làm hai chén thật. Phải nên nó đúng chén thật. Đi làm hai chén thật rồi về. Đây. Hả? Bộ tôi có tí nữa rồi đấy. Trường mới vui. Anh em đang định mượn con bò nhưng mà có vẻ là ồ, bò nó sắp hút tao. Đi đi. Ta ta đi có nhung muốn đâu cái thiệt này. Nên như món là sao còn đâu cái tiền đâu. Đây này. Chương trình à. Bò hút thật đấy. Không quen, không quen. Ôi, còn cái kia nó còn á. Ồ, nó đang tấn công mình. Bắc cây. Bé đi đấy, cứ lao thẳng vào thôi mà. Bò nó không sợ đâu à. Được rồi, thế này.
Đúng rồi. Đẹp chưa? Đẹp rồi, đẹp rồi. Để chương trình mượn bò của bà con này. Ôi giời, chú gì vào nhà làm chén rượu đi. Đi. So sinh anh nhá. Rồi được rồi, chào cả nhà. Mệt thế người bò nó hút chết tôi. Không cho... Toàn rượu giả thế, bây giờ thì mấy anh em ngồi uống rượu thật này. Ôi giời ơi, đây đây. Đây thì không phải là rượu giả bạn uống vừa từ tổ thôi. Ai giờ? Đây được nhá. Lại nhá. Lại nhá. Em chào anh xong em về phát anh kéo quần em tụt. Tụt quần nhá, kéo phải tụt quần thật nhá. Kéo phải tụt quần. Chú để quần chú ấy đấy hả? Kéo dài quần vào. A O P Brown. Ôi yêu sai sai. Chúng vào mời đi. Anh đánh em nhé. Không cho mấy người. Ba người. E-O-P Brown. Oh. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Thứ ba, thứ tư. À. Nó mới hơi này, dạng dạng đấy. Quả này có thổi áo báo. Cái này như cái thổi bông cho như vậy. Bố ơi, tóm lại là con xin phép về bây giờ ấy. Để mấy bữa con dạy con vào lấy quả chứ. Nhưng bạn này dựng thế là hình ảnh là đủ rồi. Từ phút rồi, con cừ chó cả bò mà. Mà con nhá. Chú cầu khơ mông ở trên vách đá nơi đài ngàn cao nguyên. Cầu ấy. Chú cầu cao nguyên ở trên vách đá nơi đài ngàn cao nguyên. Hôm nào anh sáng tác một bài về có chó quả ấy chứ mất gì mà chứ chịu à. À báo. Không. Hôm nào sáng tác một bài về cục. Ô mẹ ơi, nó bảo sáng tác một bài về chó. Sáng tác một bài về chú cầu khơ mông. Chú cầu khơ mông. Xong hôm nào chó nữa chú cầu khơ mông. Sáng tác luôn. Chú cầu khơ mông người trên vách đá nơi đại ngàn cao nguyên. Chú cầu khơ mông người trên vách đá nơi bản làng xa xôi. Ô cô em lành mùa. Ô chàng trai tí lâu mù say say là say say. Mù say say là say say hầu chứ hầu mẹ mẹ. Mù say say là say say. Mù say say là say say hầu chứ hầu ý bi hầu chứ. Hồi bi hồ chơ ngút ngàn cao nguyên đại ngàn cao nguyên giữa bản làng quê ta. Ô cô em lành mùa, ô cô em lũng hòa bê. Lũng hòa bê hay lũng hòa bê? À lũng hòa bê. Mù say say lò say say. Mù say say lò say say hồ chơ. Hồi bi hồ chơ. Hồi mẹ hồ chơ. Đấy, xong bài chú cầu hôm hôm xong rồi. Về thôi. Yên tâm. Mùng 8 tháng 3 của A Báo này. Mùng 8 tháng 3 quá báo về chơi với Phi này. Chờ lấy cơ luôn. Ôi A Báo quên xe. À bên này. Cái xe. À nhầm lỗ nhầm lỗ. Thôi về lại. A Báo phải đi. Có chết à. Mù chế. Mù sai. Chào Phi nhá. Rồi về nhá.
anh em mình gặp nhau. Ô, đi chỉ qua xe. Chưa có xe ở còn đấy. Đây đây đây. Thôi. Thế nên đút vào khi nó có vào lỗ không? Này, đút vào chưa? Vào không? Nó cong cong rồi. Đây. Ui, cong quá rồi. Mấy cái đấy có. Ô vào rồi. Mày tê nhỉ. Thôi về nhá. Về nhá, anh về nhá. Ừ. Rồi. Vụ sau nhá. Này. Tối nay về nhớ cầm hoa súng về đến nhá. Thôi nhá, về nhá. Đi. Nó vui thế thôi. À, báo hôm nay thì về đây chơi với lại Phìn mùng 8 tháng 3. Thì không uống một chút rượu này. Đi cũng có vẻ là đảo nhưng mà không sao cả. Ông báo không uống rượu giỏi mà. Nếu uống một tí chả sao cả. Rồi, có lẽ là kết thúc cái clip hôm nay tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.